Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và một số bộ ngành về chủ trương giải pháp triển khai dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Phó Thủ tướng yêu cầu việc ra soát quy định liên quan đến việc xây dựng công trình vệ sinh công cộng theo tiêu chí đảm bảo sức khỏe do Bộ Y tế xây dựng năm 2011. Các thành viên Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đều nhận định, tình trạng nhà vệ sinh tại các gia đình và công cộng ở Việt Nam đã có bước tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn so với các nước phát triển. Nhà vệ sinh trong các trường học, bệnh viện đã được sửa chữa, nâng cấp và xây mới, nhưng phần lớn chưa đạt chuẩn. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do nhận thức chưa đầy đủ, thiếu nguồn lực, cơ chế huy động vốn từ xã hội còn khó khăn, chưa quy định cụ thể việc xây dựng, vận hành, khai thác nhà vệ sinh công cộng trong các đề án xây dựng, phát triển đô thị, cải tạo cơ sở vật chất, vướng các quy định về đất đai, quyền kinh doanh, phí dịch vụ. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu việc rà soát quy định liên quan đến việc xây dựng các công trình vệ sinh công cộng cũng như các tiêu chí bảo đảm sức khỏe do Bộ Y tế xây dựng năm 2011. Các bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ cần rà soát lại quy định, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quản lý trong việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó, các bộ ngành cần nghiên cứu xây dựng, ban hành hướng dẫn quy trình vận hành, khai thác hiệu quả nhà vệ sinh công cộng, cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa. Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, xây dựng và trình Thủ tướng chương trình tổng thể về nhà vệ sinh, bảo đảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân, phòng chống bệnh truyền nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.